ASEAN ngày 30 tháng 9, Việt Nam không có huy chương. Không giành huy chương nào trong ngày 30 tháng 9, Việt Nam xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp ASEAN 19. Sau khi giải cơn khát vàng hôm 28 tháng 9, đoàn Việt Nam trải qua 2 ngày thi đấu không thành công. Hôm qua, đoàn giành một huy chương đồng, còn hôm nay 30 tháng 9, Việt Nam không có huy chương. Thành tích của Việt Nam tại ASEAN 19 vẫn là một huy chương vàng, một huy chương bạc, 12 huy chương đồng. Điền Kinh có 3 vận động viên nữ góp mặt ở chung kết, nhưng đều không để lại điểm nhấn. Ở nội dung 400m nữ, Hoàng Thị Minh Hạnh về thứ 6 với thành tích 53 giây 91, còn Ánh Thục đạt 55 giây 61, đứng thứ 8. Sau đó không lâu, chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến chỉ về thứ 8 ở chung kết 100m nữ, với thành tích 11 giây 58. Ở nội dung 100m nam, thần đồng Thái Lan Kuripol Bunsen lỡ huy chương vàng, khi chỉ xếp thứ 2 sau Si Jenny của Trung Quốc. Ở môn cử tạ khởi tranh hôm nay, đô cử Phạm Đình Thi thi đấu tốt ở vòng loại hạng cân 49kg nữ. Nhưng đến chung kết, Đình Thi không thi đấu tốt, đạt 101kg cử đẩy và 83kg cử giật. Với tổng cử 184kg, Đình Thi đứng thứ 6 trong 9 vận động viên tranh tài nội dung này. Với tổng cử 216kg, đô cử Triều Tiên Ri Song Gum phá kỷ lục thế giới. Vào cuối ngày, đồng hương của Ri là Kang Hyeong In đạt thành tích 103kg cử giật, 130kg cử đẩy và 233kg tổng cử. Tất cả những thông số trên đều là kỷ lục châu Á, kỷ lục ASEAN và kỷ lục thế giới mới. Hy vọng huy chương hôm nay còn đến từ đội tuyển thể thao điện tử. Nhưng Việt Nam thua 0-2 trận tranh huy chương đồng với Thái Lan nội dung Dream Three Kingdom 2, Mộng Tam Quốc. Ở môn bắn súng, xạ thủ có vé dự Olympic Paris Trịnh Thu Vinh cũng không chơi tốt. Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh đạt tổng 569 điểm, đứng thứ 10 vòng loại 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nên không thể vào chung kết. Thu Vinh vì thế hết cơ hội giành huy chương tại ASEAN 19. Điểm sáng lớn nhất đến ở môn boxing. Lưu Diễm Quỳnh vượt qua võ sĩ Nepal ở tứ kết hạng cân 66-75kg nữ để giành vé vào bán kết hôm 3 tháng 10. Việt Nam chắc chắn giành huy chương ở nội dung này. Ở hai nội dung còn lại, Nguyễn Văn Đương không thể tạo bất ngờ ở vòng 1/8 hạng 57kg khi thua đương kim vô địch thế giới Abdulmalik Khalokov, Uzbekistan, 0-5. Nguyễn Thị Ngọc Trân cũng thất bại khi gặp cựu vô địch thế giới người Triều Tiên Pang Chomi ở tứ kết 54kg nữ. Môn bóng chuyền, Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nepal 3-0 ở trận đầu bảng C, trong đó set đầu có tỷ số 25-4. Chiến thắng nhẹ nhàng này là tiền đề để Việt Nam hướng tới trận gặp Hàn Quốc vào sáng mai, 1/10. Đội cờ tướng hỗn hợp Việt Nam rộng cửa tranh huy chương vàng. Ở ván 4, các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến đều hòa trước đối thủ Hồng Kông. Theo ban huấn luyện, trận này Việt Nam chủ động hòa bởi hiện tại cờ tướng Việt Nam bằng điểm nhưng có chỉ số phụ tốt hơn Hồng Kông. Ở lượt cuối, Việt Nam sẽ gặp Macau, đội đang đứng thứ 7 trong 8 đội tham dự. Nếu thắng, Việt Nam sẽ vào chung kết tranh huy chương vàng với Trung Quốc. Tương tự, ở môn cờ vua, đội tuyển Nam Việt Nam cầm chân chủ nhà Trung Quốc với điểm số 2-2. 4 kỳ thủ Việt Nam là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh đều bất phân thắng bại với đối thủ có elo trung bình cao hơn. Với trận hòa này, cơ hội cạnh tranh huy chương vàng của đội tuyển Nam cờ vua Việt Nam vẫn rộng mở. Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc vẫn dẫn đầu toàn đoàn với 112 huy chương vàng, Nhật Bản xếp thứ 2 với 28 huy chương vàng, hơn Hàn Quốc 1 huy chương vàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.